Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Một ngày mới, chúc anh em làm việc, học tập thật là tràn đầy sức khỏe anh em nhé. Ok, thì trong clip hôm nay thì nói chung là mình lại đem đến cho anh em là tổng hợp những mà cốt mà đến hiện tại bây giờ này vẫn còn được nhập này. Đấy, ok cho anh em. Thì nói chung là anh em nào mà yêu quý mình này, xem video mình là nhớ là cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ lên các trang fanpage để thể nhận được quà từ mình. Đấy, thì nói chung là mình đang đứng ở đây với một cái máy full tiền anh em ạ. Đấy, thì máy này mua khá là hay. Nói chung là mới cập nhật xong anh em ạ. Cốt, nói chung là mình sẽ gọi là cốt sau bản cập nhật mới nhất của Play Together. Đấy, thì nói chung là cốt này nói chung đến bây giờ vẫn còn lượt nhập được, nên là anh em nào mà chưa nhập ấy thì anh có thể nhập vào này. Còn anh em nào mà nhập rồi thì thôi, để cho bạn khác nhập, còn là hết lượt nhập của mọi người nhá. Hình như là cốt này cốt toàn server hay sao ấy, nên là anh em cứ nhập thoải mái đi nha. Ok anh em, thì nói chung là anh em nào muốn này nhận phần quà từ mình này thì nhớ là làm đủ các bước: like, đăng ký kênh, comment ID game xuống dưới cho mình và hệ thống bên YouTube sẽ gửi quà và check cho anh em nha. Đó, thì nói chung là anh em nào mà muốn nhận phần quà này thì nói chung là phần quà nó cũng đã có khá là nhiều mỗi cập nhật phần quà mới rồi. Thì ở đây là phần quà bảo trì này, đã được 40 đa quý rồi, khá là ngon đúng không anh em? Đây mình xem nào, bé Nghi tặng 3 game cương để mình xem mình tặng cho anh em nhá. Ở đây thì nói chung là phần quà tặng em cương nó không có gì hay cả anh em ạ, chỉ có mình cái con xe máy nên là tặng được từ thỏi vàng thôi. Đấy, hoặc là máy Bregun này. Đấy, thì nói chung là mình hết tiền sao rồi, thì mình chắc là mình sẽ đi rút tiền sao về để mình tặng cho anh em nhá. Có anh em nào mà thích kính này thì mình sẽ tặng cho anh em nhá. Thì kính hoặc xe đẩy mình sẽ tặng cho anh em liền. Đó, tặng phát một cho anh em luôn, cho anh em có thể là anh em cái gì nhỉ? Anh em đi chơi bè này. Đấy, nói chung là khá là nhiều anh em cũng xin nên mình không biết tặng quà cho anh em. Có thể là mình mang đến loại cốt gì nhỉ? Có thể là mình mang đến cốt siêu xe này, cốt đá quý cho anh em. Đấy, mình còn khá là nhiều cốt nên là anh em nào xin cốt gì thì mình tặng cho anh em cốt đấy nhá. Đó, ok cho anh em. Thì nói chung là cái máy bán tiền này khá là hay. Còn anh em nào mà muốn là có nhiều cái gì nhỉ? Cũng có nhiều kim cương như mình này thì một tí là mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh em có thể là lấy nhiều kim cương của mình nhá. Ok, thì ngay bây giờ đây mình sẽ gọi là mình đem đến trước cho anh em là hai cái mã cốt nhá. Nói chung là mấy mã cốt này thì anh em vẫn còn dùng được nên là anh em cứ dùng thoải mái nhá. Đây, đem đến cho anh em nè. Cài đặt. Đây, nhập coupon này. Đây là mã code đầu tiên của anh em. Đây, mã code đầu tiên của anh em nhá. Mã code này thì đến bây giờ vẫn còn nhập được. Đây, mình nhận quà này. Coupon này đã sử dụng rồi, nên là anh em nào mình đã sử dụng rồi nên là nó vẫn gọi là không cho nhập được nhá. Đấy, ok cho anh em. Thì đây mình sẽ gọi là nhập tiếp mã code tiếp theo cho anh em nhá. Anh em nào mà không xem được ấy thì anh em nhớ là thời chậm tôi chậm video lại này, anh em có thể là xem video cách chậm này. Đấy, hoặc rồi anh em nhớ là xem hết để mình có thể là nhận phần quà từ mình nhá. Đây, nhận quà này, coupon tiếp, coupon thứ hai nhá. Đấy, và đây coupon thứ ba. Thì ngày hôm nay là 6 cái coupon các anh em ạ. Đấy, 6 cái coupon. Là anh em nào mà chưa nhập thì anh có thể nhập vào, và anh em nào mà nhập rồi thì cũng có thể nhập tiếp. Tại coupon này coupon toàn server mà, anh em yên tâm nhá. Đây, tiếp theo này. Đấy, nhầm anh em ạ, tại mình có dấu cách ở dưới ấy. Đấy, anh em thấy chưa? Đây, xóa dấu cách như này. Thì coupon tiếp theo đi nhá, coupon thứ ba này, nhập mã code này. Coupon này đã sử dụng rồi. Thế chung là mình đã sử dụng hết coupon ở đây rồi, nên là anh em nào mà chưa nhập thì anh em nhấn nhập vào nhá. Còn anh em nào nhập rồi thì nhập tiếp không được đấy. Ok cho anh em, thì nói chung là anh em nào mà nhập rồi thì thôi nhá. Đây, còn ngay bây giờ đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh em thể lấy nhiều đá quý như mình nhá. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá. Khá là nhiều anh em trên kênh mình là thắc mắc là tại sao mình có rất nhiều đá quý. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái trang chủ này mình từng rút rất là nhiều đá quý về rồi về tặng cho anh em. Đấy, rút rất là nhiều đá quý về nick tặng cho anh em nhá. Đây, thì cái trang chủ này có tên là shopgametogether.com, và là trang chủ này có một rất là nhiều vòng quay này cho anh em. Ở đây thì có vòng quay tiền sao, vòng quay đá quý. Nói chung là vòng quay tiền sao anh em thấy số lượt đá quay là 500.000 rồi. Nói chung là chỉ có 30.000 một lượt quay, nhưng em có thể là chúng tới hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn đá quý nhá. Đó, ok chưa? Đây, anh em thấy một cái bảng bên đây không? Khá là nhiều bạn trúng được 28.000 này, 280.000 này, rồi 14.000 này, 306.000 này. Đó, khá là nhiều em trúng được luôn. Thì ở đây là trong tài khoản mình vừa nạp vào là 300.000 và 50.000 là bữa trước. Đây gọi là mình có từng nạp vào đây rồi. Đấy, thì lúc nào anh em mà mới đến ấy, em nhớ là nhấn vào con vịt này giúp mình này. Đấy, ở đây là nhận rồi. Nếu mà anh em là chưa nhận thì anh có thể là nhận từ
600 đến 1.000 đá quý rồi anh em có thể rút về nick luôn. Đấy, ok chưa? Đây, còn bên đây, bên phần này là bên phần nạp thẻ của anh em này. Có thẻ Viettel này, Mobifone này, đó rất là nhiều mệnh giá luôn. Mệnh giá từ 10.000 đến 1 triệu này, anh em thích mệnh giá gì thì anh em có mã số thẻ gì này, anh em nhớ là nạp vào số thẻ đấy nhá. Đúng mệnh giá thì nó sẽ dẫn anh em gọi là nạp thẳng vào shop luôn. Đó. Ở trong shop này thì mình còn rất là nhiều đá quý trong đây. Cái shop này là một cái shop mình từng rút rất nhiều đá quý cho anh em này. Đây, em thấy đa số đá quý của mình chưa? Còn rất là nhiều luôn. Đây. Bữa ngày hôm qua hôm kia mình live mình đã rút rất là nhiều về nick cho anh em rồi. Đó, ok cho anh em. Ở đây thì mình sẽ test trước một cái vòng quay cho anh em xem nhá. Mình sẽ test vòng quay đá quý cho anh em xem nhá. Đây. Đây thì mấy các bạn vừa trúng được 750.000 đá quý này, vừa mới gần đây luôn. Ôi, các bạn vừa trúng được 9.999.000, nói chung nhiều quá mình không đọc được anh em ạ. Đây, lúc đó là mới chỉ có ngày 23 này. Đây, mình mong quay là ngày 23 đây anh em. Đấy, thì mình quay thử vòng quay test nhân phẩm, mình quay đồng quay đầu tiên nhá. Đây, vòng xem là vòng quay đầu tiên, mình sẽ trúng với giá gọi là 30.000, xem được bao nhiêu đá quý nào. Đó, thì ngay vòng quay đầu tiên thì mình đã trúng là 360.000 đá quý anh em ạ. Khá là dễ để ra gọi là rất nhiều đá quý nhá. Đây, mình sẽ test vòng quay thứ hai nè, xem được bao nhiêu nhá. Nói chung là anh em nào mà muốn nhiều đá quý, ui, mình vừa nói xong anh em ạ, là được chai liền là 999.000. Nói chung là rất là nhiều đá quý luôn. Anh em nào muốn nhiều đá quý như là ngày vào ngay với shop này. Đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả này, phần bình luận cho anh em. Anh em nhấp vào đường link, có dần anh em tới thẳng trang chủ của shop nhá. Đó, đó là được 9.999 đá quý này. Rất là nhiều đá quý luôn anh em ạ. Đây thì mình sẽ về mình rút là về nick mình một ít đá quý nhá, để về tặng quà cho anh em nhá. Mình sẽ rút cho mình là 9.999 đi. ID Hùng mất nick này. Đây đá quý này, Together này. Đấy anh em thấy chưa, là mình có 6.000 thôi, giờ lên 80.000 này. Rất là nhiều luôn. Đây mình sẽ đến thực hiện nhá. Đó, bạn vừa rút 9.999 đá quý thành công này cho ID game Hùng mất nick. Anh em nhớ là comment gọi là ra sao chép đúng cái ID game này. Tên game của anh em nhớ là mới rút được về nick nhá. Đây, còn bây giờ quay lại clip để mình hướng dẫn tiếp cho anh em nhá. Ok anh em, thì nói chung là mình vừa quay lại vào game đây anh em ạ. Đấy, thì mình vừa quay lại vào game thì nói chung là mình vừa rút kim cương từ một cái trang chủ gọi là rút kim cương free về nick. Đấy, khá là nhanh luôn anh em. Chỉ có gọi là mấy giây thôi. Rút mình vừa rút cái quay lại game thì nó đã có sẵn kim cương trong nick rồi. Đấy, anh em xin gì, muốn gì nhớ là bảo mình để mình tặng quà cho anh em nha. Đó, còn muốn có nhiều đá quý như mình thì hãy đến ngay với cái gì đây? Tiền đều là của mọi người. Á, chứ ghê thật sự. Mọi người này kiểu mấy cái bài đoán tiền đấy. Đấy, nên là cứ bảo tiền mọi người anh em ạ. Đấy, còn anh em nào muốn nhận phần quà gì thì nhớ làm đủ cái bước nhá. Like này, đăng cái kênh này, comment ID game bên dưới này. Mình và hệ thống bên YouTube sẽ gửi quà cho anh em nhá. Đó, thì nói chung là phần quà thì nó không có quá giá trị cho anh lắm anh em ạ. Chỉ có một cái kính mắt này. Đấy, tặng kim cương thì nó chỉ có một cái kính mắt và một cái xe đẩy thôi. Anh em thích cái gì nhớ là bảo mình nhá. Hoặc là bể cá. Bể cá thì mình sẽ đi rút tiền. Rút tiền sao? Ở trong shop. Trong shop về để mình có thể tặng quà cho anh em nha. Đó, còn ngay bây giờ đây thì mình sẽ gọi là mang đến tiếp cho anh em là 3 cái mã code này nhá. Đấy, mang đến tiếp cho anh em là 3 cái mã code để anh em có thể là nhập vào và gọi là hưởng thụ cái phần thưởng của cái code đấy nhá. Đó, ở đây thì nói chung là khá là anh em xin quà nên là mình tặng cho anh em gọi là tặng ngẫu nhiên nhá. Tặng ngẫu nhiên cho mọi người chứ không là mọi người kiểu như là mọi người cứ xin cốt này cốt nọ anh em. Đấy, kiểu như là người này thì xin cốt siêu xe, người này thì xin cốt tiền sao đá quý. Nói chung là rất là nhiều anh em xin cốt luôn. Mình chả biết tặng cho em cốt gì nữa. Nên là ok, bây giờ mình đem kết cốt chung của Play Together đến cho em nha. Đây, thì mà cốt tiếp theo của anh em đây. Mà cốt tiếp theo của anh em mình sẽ gửi đến tiếp cho anh em nhá. Tiếp theo là 3 cái mã code rồi nhá. 3 cái mã code, anh em lưu ý lên với mình là 3 cái mã code nha. 3 mã code liền đấy. Đây, ở đây mình sẽ gửi đến 3 mã code tiếp theo cho anh em. Anh em vào phần nhập coupon này. Nhập coupon. Đó. Mã code tiếp theo của anh em là mình sẽ viết lên màn hình cho anh em xem nhá. Anh em nhớ là xem kỹ nè để có thể nhận được mã code này. CK. Đây, mã code tiếp theo của anh em đây. Em nhấn nhận quà này. Coupon này thì mình đã sử dụng hết rồi anh em ạ. Mấy coupon này thì mình đã đem đến clip trước cho anh em rồi. Thì clip này là mình tổng hợp 6 coupon mà vẫn còn nhập được ở cái gọi là hai bản cập nhật lần này nhá. Đây, tiếp theo là cái mã code này. Anh em nào mà chưa nhập thì có thể là xem trên màn hình và nhập vào nhá. Đây, nhập tiếp này. Đó, coupon này mấy coupon này thì mình đã sử dụng hết rồi anh em ạ. Anh em nào mà chưa sử dụng có thể nhập vào và gọi là
lấy phần quà từ nó nhá. Hình như là có một cơ bon nào có kim cương đấy anh em, có đá quý đấy. Đấy anh em xem kỹ có thể là nhận được gần nha. Đấy, cơ bon này, đấy chưa? Thế mình đã nhập hết rồi anh em ạ. Còn anh em nào muốn nhận phần quà từ mình này thì nhớ là làm đủ bước nha anh em. Còn bây giờ thì chắc là mình kết thúc clip đây thôi anh em ạ. Clip mình cũng khá là dài, chắc mình cũng kết thúc clip đây thôi. Anh em mà thấy video mình hay này thì nhớ là cho mình xin một lượt like, một lượt đăng kênh nhá. Cũng như là một lượt chia sẻ lên các trang fanpage này để tận nhận phần quà yêu thích từ mình. Ok, còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.